Mới đây, tại công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, đã chính thức được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư là 65,5 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đóng điện trong năm 2016, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho khu vực huyện Đoan Hùng và các vùng lân cận. Đầu tư dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Đoan Hùng sẽ xóa bỏ được trạm trung gian Tây Cốc, chống quá tải cho trạm 110 kV Đồng Xuân, giảm tổn thất điện năng trên lưới và khu vực Đoan Hùng, Thanh Ba. Cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho phụ tải là tiền đề để địa phương kêu gọi đầu tư, góp phần thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020.